Thưa quý vị, thời gian qua trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một số trẻ nhỏ có hành động kỳ lạ, mất kiểm soát như là vung tay, giật lắc người hoặc là có hành động như đang sử dụng điện thoại. Theo chia sẻ thì đây là biểu hiện của những bệnh nhi mắc hội chứng tic. Nhiều người mới lần đầu nghe tới hội chứng này, nhưng mà thời gian qua thì số trẻ đến khám tại các bệnh viện do mắc hội chứng tic có xu hướng gia tăng. Đáng lo ngại hơn là nếu như trẻ em ở các thành phố lớn có thể được can thiệp sớm, có nhiều lựa chọn cơ sở y tế để điều trị, thì ở các tỉnh thành khác, cơ sở khám hay là can thiệp cho trẻ mắc hội chứng này lại không nhiều. Việc phát hiện điều trị muộn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ. Chi tiết nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập tới trong chương trình ngày hôm nay với sự trò chuyện của khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Minh Hường, khoa nội nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chị đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Trước hết thì bác sĩ có thể cho biết là trong thời gian vừa qua thì tại bệnh viện của mình có tiếp nhận nhiều trẻ em có những cái triệu chứng của hội chứng tic như chúng tôi đã vừa kể không ạ? Trong thời gian vừa qua tại bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ của chúng tôi thì số lượng trẻ đi khám có cái hội chứng tic tăng hơn hẳn so với những cái giai đoạn trước, đặc biệt là từ sau đại dịch Covid thì tỷ lệ trẻ mắc các cái hội chứng tic cao hơn hẳn. Và trẻ đến khám thông thường là rơi vào lứa tuổi từ 5 đến 10 tuổi với các cái biểu hiện tic khá là đa dạng. Trẻ có thể có mắc các cái tic âm thanh như là tiếng khịt mũi, hắng giọng hay là tiếng ho, hoặc mắc các cái tic vận động như nháy mắt, chun mũi, hoặc là nhếch miệng. Và trẻ thông thường có cái hội chứng tic có thể kèm theo một số các cái rối loạn khác như là rối loạn tăng động giảm chú ý, rối loạn tự kỷ, hoặc là trẻ mắc các cái vấn đề rối loạn tâm lý như rối loạn lo âu hoặc là trầm cảm. Dạ vâng ạ, và không chỉ có ở Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ mà chúng tôi được biết rằng là ở nhiều bệnh viện khác hay là những khoa nhi khác thì cũng có nhiều trẻ em gặp phải cái tình trạng tương tự và đặc biệt là có xu hướng gia tăng trong cái thời gian gần đây. Vậy thì theo bác sĩ, vì sao lại có tình trạng này và liệu rằng có phải là do các em tiếp xúc với những thiết bị điện tử như là điện thoại, iPad, TV quá nhiều hay không ạ? Thật ra thì trẻ sử dụng quá nhiều các cái thiết bị điện tử như là dùng máy tính để học này, hoặc là chơi, sử dụng iPad và xem TV quá nhiều. Tuy nhiên đây cũng không phải là một cái nguyên nhân chính mà gây ra bệnh tic. Rất nhiều các cái nghiên cứu về bệnh tic và chưa có một cái nghiên cứu nào chỉ ra một cái nguyên nhân chính xác gây ra hội chứng tic. Tuy nhiên việc lạm dụng các cái thiết bị điện tử là một cái yếu tố nguy cơ làm trẻ dễ xuất hiện các cái biểu hiện của bệnh tic hoặc là làm tăng nặng các cái tình trạng tic mà trẻ đang mắc. Và sở dĩ mà vì sao trong cái giai đoạn này mà trẻ mắc các cái hội chứng tic nhiều hơn giai đoạn trước, và đặc biệt là sau cái thời gian đại dịch Covid, tỷ lệ trẻ mắc bệnh cao hơn, thì nguyên nhân đầu tiên phải kể đến đó là do cái xã hội hiện đại. Thời gian biểu của trẻ, thời gian mà trẻ được vui chơi ở ngoài trời, được giao tiếp, được hoạt động nhóm hay là chơi các trò chơi tập thể giảm, và thay vào đó là cái việc mà trẻ phải sống trong các cái không gian hẹp, sử dụng các cái thiết bị điện tử nhiều với tần suất lớn trong một ngày, làm cho trẻ dễ mắc các cái hội chứng tic hoặc là làm tăng nặng các cái tình trạng bệnh của trẻ đang mắc. Dạ vâng, có thể thấy rằng là việc mà trẻ đang bị hạn chế những cái vận động ngoài trời cũng là có ít những cái hoạt động mà nhóm với nhiều người xung quanh thì đang khiến cho trẻ gặp phải nhiều cái vấn đề, và trong đó thì có hội chứng tic đúng không ạ? Vậy thì khi mà trẻ đã mắc hội chứng tic như vậy rồi thì có thể điều trị dứt điểm được hay không? Cũng như là sau khi mà điều trị thì liệu rằng trẻ có thể phát triển được bình thường như là những trẻ khác hay không ạ? Với hội chứng tic thì phần lớn hội chứng tic là lành tính, và có rất nhiều trẻ không điều trị cũng có thể thoái triển. Tuy nhiên cũng có một tỷ lệ trẻ mắc các cái hội chứng tic dai dẳng trở thành mãn tính, hoặc là các cái biểu hiện tic phối hợp trở thành tic phức tạp, và với cái tần suất ngày càng tăng nặng lên, ảnh hưởng đến các cái vấn đề sinh hoạt, học tập cũng như là giao tiếp của trẻ. Với những trẻ mà mắc hội chứng tic đơn thuần thì khi mà trẻ được thăm khám, được điều trị vẫn có thể điều trị triệt để và không để lại các cái vấn đề ảnh hưởng đến sau này. Tuy nhiên nếu như hội chứng tic mà kèm theo các cái hội chứng khác, ví dụ như là tăng động giảm chú ý hay các cái rối loạn lo âu, rối loạn cảm xúc hoặc là trầm cảm, thì sẽ phụ thuộc vào việc mà trẻ điều trị các cái rối loạn kèm theo như thế nào. Dạ vâng ạ, vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn một cái trường hợp mà trẻ nào đó mà đã mắc hội chứng tic và đã được can thiệp, đã được xử lý để các bậc phụ huynh có thể yên tâm hơn hay không ạ? Bác sĩ sẽ chia sẻ một ca lâm sàng. Đây là một ca cũng khá là điển hình với các trẻ mà mắc hội chứng tic. Đó là trẻ trai 9 tuổi
Và khi mà đến khám là trẻ đã có cái biểu hiện ho 2 năm. Trẻ đã được đi thăm khám ở rất nhiều các cái đơn vị y tế tư nhân cũng như là các cái bệnh viện lớn. Trẻ được chẩn đoán là các cái bệnh viêm amidan cấp hoặc viêm amidan mãn. Và viêm phế quản, trẻ được dùng rất là nhiều các cái đợt kháng sinh và có những đợt dùng các thuốc dị ứng kéo dài và dùng cả thuốc corticoid. Tuy nhiên là trẻ không hết hẳn bệnh và chưa có cái thời gian nào mà các cái triệu chứng ho của trẻ hết hẳn. Và đến đầu hè năm nay thì trẻ xuất hiện thêm các cái triệu chứng nháy mắt. Thì cha mẹ trẻ cũng biết đến hội chứng tích và nghĩ là cái nháy mắt đấy là hội chứng tích để cho trẻ đi khám. Thì khi gặp bác sĩ thì bác sĩ đánh giá trẻ tại phòng khám. Bác sĩ phát hiện thêm cái triệu chứng ho của trẻ và bác sĩ có trao đổi với cha mẹ là cái triệu chứng ho này nó cũng là biểu hiện của bệnh tích. Và khi đó thì mẹ rất là bất ngờ vì không nghĩ là một cái bệnh lý mình đang điều trị 2 năm mà mình lại điều trị không trúng đích. Đến hiện nay thì trẻ đang được điều trị sau 2 tháng sử dụng theo đơn của bác sĩ và các cái hướng dẫn chăm sóc ở nhà theo hướng dẫn của bác sĩ thì trẻ không có biểu hiện nháy mắt nữa. Và biểu hiện là ho của trẻ thì giảm đi đáng kể. Gần như là ngày trẻ chỉ ho 1 đến 2 tiếng nữa thôi. Và trẻ vẫn đang được tiếp tục theo dõi điều trị cho đến khi mà khỏi bệnh. Vâng, ở trường hợp vừa rồi thì có thể nói cũng có một phần may mắn bởi vì rõ ràng là các bậc phụ huynh cũng có nhận thức được về hội chứng tích và cũng đã đưa con đi thăm khám kịp thời. Tuy nhiên thực tế chúng tôi thấy rằng là không phải trường hợp nào cũng như vậy. Có những trẻ bị đưa đến viện khi mà hội chứng cũng đã phát triển rất là nặng rồi. Và thậm chí là ở những cái tỉnh, thành phố hay là vùng nông thôn chẳng hạn, đôi khi trẻ mắc nhưng cha mẹ thì không nhận thức được này. Hoặc là cũng không có những cái cơ sở y tế hay là phòng khám chuyên khoa để có thể thăm khám cho trẻ. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là khi mà chúng ta can thiệp muộn và để cái hội chứng này phát triển nặng lên thì có thể để lại những cái hậu quả như thế nào đối với sức khỏe cả thể chất cả tinh thần của trẻ không ạ? Thật ra thì với các cái thành phố lớn thì cha mẹ muốn đưa con đi khám về các cái bệnh lý như vậy thì khá là đơn giản và thuận tiện. Tuy nhiên là ở các cái tỉnh thành thì khi mà cha mẹ muốn khám thì phải đưa con lên các bệnh viện tuyến tỉnh. Và đặc biệt là bệnh viện tuyến tỉnh cũng phải có bác sĩ chuyên khoa thì bác sĩ mới khám và kê đơn theo dõi cho trẻ được. Với những trẻ, có rất nhiều trẻ khi mà đến khám thì cái biểu hiện tích của trẻ cũng khá là nặng. Khi mà trẻ có các cái biểu hiện tích khá là nặng thì sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề sinh hoạt, học tập của trẻ. Ví dụ như khi mà trẻ nháy mắt quá nhiều hoặc là trẻ lắc đầu, gật đầu hoặc trẻ múa tay, nó sẽ làm giảm cái việc tập trung chú ý, làm sa sút cái việc học tập của trẻ. Với những trẻ mà có cái biểu hiện tích dày đặc trong ngày, nó sẽ làm cho cái trẻ nó khác biệt với các bạn đồng trang lứa, gây ra cái cảm giác tự ti, trẻ có thể bị cô lập và bị bắt nạt và từ đó có thể dẫn đến các cái rối loạn tâm lý như là lo âu hay là trầm cảm ở trẻ. Vâng ạ, vậy thì khi mà điều trị hội chứng tích thì ngoài việc là sử dụng thuốc theo đơn của bác sĩ thì bác sĩ có lưu ý như thế nào cho các bậc cha mẹ để có thể phối hợp và giúp cho con mình bình phục nhanh hơn không ạ? Ngoài việc sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, thuốc thì sẽ điều trị trong một thời gian tùy từng trường hợp. Thì cái việc mà chăm sóc trẻ tại nhà cũng rất là quan trọng. Đối với trẻ mắc hội chứng tích thì đầu tiên là gia đình phải có nhận thức về bệnh và đồng hành cùng với con. Ví dụ như khi mà trẻ xuất hiện các cái biểu hiện tích đó thì cha mẹ không nhắc trực tiếp vào cái việc mà trẻ đang làm, ví dụ như là con không nháy mắt nữa hay con không ho nữa, mà thay vào cái việc đó là mình sẽ đánh lạc hướng trẻ sang tập trung cho một công việc khác, ví dụ như là bố mẹ sẽ sai việc cho trẻ hoặc là gây chú ý cho trẻ bằng một sự việc đang diễn ra, để cho bản thân đứa trẻ đang quên đi những cái hành động mà con đang làm. Ngoài ra thì mình cũng sẽ phải giảm tải bớt các cái áp lực cho trẻ, giảm tải các cái stress và đưa cho con một cái chế độ hoạt động học và tập thể dục thể thao hợp lý, làm nâng cao thể trạng của trẻ. Vậy thì để phòng ngừa hội chứng này và giúp cho trẻ có một cái sức khỏe tinh thần cũng như thể chất ổn định hơn thì bác sĩ có lời khuyên nào cho các bậc phụ huynh không ạ? Bởi vì là các cái nghiên cứu người ta chưa chỉ ra rõ một cái nguyên nhân nào gây ra bệnh tích. Thế tuy nhiên là để mà phòng tránh một cách tối đa thì những cái việc mà cha mẹ có thể làm cho trẻ đấy chính là tạo cho trẻ một cái môi trường lành mạnh. Lành mạnh nhất là về dinh dưỡng, là một cái chế độ ăn cân đối phù hợp để nâng cao thể trạng của trẻ. Lành mạnh trong các cái hoạt động hàng ngày, tức là cái lịch học, lịch thư giãn hoặc các hoạt động ngoài trời, thể dục thể thao hợp lý để nâng cao sức khỏe cho trẻ và cho trẻ một cái đời sống tinh thần lành mạnh. Có nghĩa là trẻ phải được sống trong một cái môi trường an toàn, có cái sự yêu thương, giảm tải bớt các cái áp lực và những cái cảm xúc tiêu cực cho trẻ để trẻ có thể tự tin trong các cái vấn đề hoạt động cũng như là giao tiếp.
Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và thưa quý vị, tới đây chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.